Xin kính chào cô chú anh chị. Hôm nay Duy Chuyến xin giới thiệu tới cô chú anh chị. Tay lưới của nó là 7 phân và có chiều dài của nó là 150 m cô chú nhé. Đây là dòng lưới Thái chuẩn và chất lượng nhất hiện nay. Mắt lưới 7 phân đây. Ta lấy 3 đầu ngón tay nhé, bắt con cá từ 3 đầu ngón tay đổ lên. Gọi là mắt lưới 7 phân. 7 phân. Lưới đánh cá mẻ Vinh, rô phi hay là rô diếc chẳng hạn. Bắt những con cá từ 3 đầu ngón tay đổ lên các bác nhá. Thì đây là lưới đánh tổng hợp mắt bé, cá bé, rô phi. Rất là hiệu quả vì lưới này lưới của nó cỡ 0.15 nó mới máng. Còn đây là cái tay biên này, được ăn từ trên phao xuống chân trì này. Tác dụng của cái này của nó là để là kéo mà chống rách hai đầu các bác nhé, chống rách hai đầu rất là cẩn thận cho các bác. Còn đây là trì này, trì thì Duy Chuyến cho rất là lặng các bác nhé, cực kỳ lặng luôn. Đây là màng ngoài của nó. Cái màng ngoài này thì Duy Chuyến cho rất là tốt và đẹp, bởi vì cái này của nó là dòng độc quyền, nó tốt, nó mềm mại, nó dai. Nếu bắt cá lớn là nó phải vô địch thiên hạ như thế này. Đấy, đây là hai cái phao đen mà vẫn như mọi khi các bác nhé. Đấy, Duy Chuyến làm cho nó rất là cẩn thận. Mỗi cái tay này thừa ra vài mét để tác dụng các bác kéo cho như một cái lưới kéo, vừa răng vừa kéo. Và đây là phao này, phao thì chốt hóa hai đầu rất là cẩn thận và công phu, thì ra lưới nó vào lưới nó không bị rối. Mỗi người nói chung là nó có một cái kỹ thuật làm riêng, đánh xuống là thích ngay. Đấy, chiều đứng của nó là 4 m, thì phao đây xuống đến trì là 4 m và chiều dài là 160 m các bác nhé. 160 m, cao 4, mắt 7 phân, bắt cá từ 3 đầu ngón tay đổ lên cho đến hiệu quả là 5-6 kg. Hôm nay em quay để số điện thoại trên màn hình. Cô chú anh chị có nhu cầu thì liên hệ đến bên Duy Chiến. Rồi xin kính chúc cô chú anh chị luôn mạnh khỏe.